2019, FPT đã thay đổi mạnh mẽ và đã đạt hầu hết tất cả các mục tiêu đặt ra và được ghi nhận rất tích cực trong con mắt các nhà đầu tư. Thì 2019 là chúng ta cùng một lúc đưa ra 5+1 cái chương trình lớn. Thứ nhất là chúng ta đơn giản hóa mục tiêu lợi suất đổi. Để thực hiện chuyện đó, chúng ta triển khai chương trình chuyển đổi số. Đấy là một bước đi hết sức tiên phong và cũng mở ra cái định hướng dịch vụ của chúng ta cho khối khách hàng của mình. Đã đưa ra tinh thần leng keng, tức là bạn hãy sống hết mình, là ngoài cái ý thức tự giác, chúng ta thêm cái tuân thủ kỷ luật. Và cuối cùng là chúng ta muốn là thu nhập của cán bộ ta càng ngày càng cao thông qua việc khoán, với nguyên tắc là làm nhiều, ăn nhiều, minh bạch và càng nhanh càng tốt. 2020 thì chúng ta là khai thác cái đà đã có của 2019. Chúng ta thêm một cái điều nữa là luân chuyển cán bộ. Chúng ta mong muốn tập đoàn chúng ta có những người cán bộ am hiểu nhiều ngành nghề trong tập đoàn. Những người đó sẽ có trách nhiệm gánh vác tập đoàn FPT trong tương lai. Những tổ chức đã tốt rồi thì cần phải có thêm những cái nét mới, những cái đóng góp mới của những người lãnh đạo luân chuyển đến. Những tổ chức mà đã rất căng cơ thì bây giờ cần thêm sáng tạo, tạo ra một cái sinh khí mới, một cái challenge mới. Thì chúng ta sẽ luân chuyển cán bộ, sẽ cung cấp những cái thách thức mới, được lãnh đạo bởi những người trẻ, những cái năng lực rất mới. Và chúng tôi rất mong muốn các bạn trẻ trưởng thành nhanh chóng, và chúng ta vẫn phải được lãnh đạo bởi những con người FPT đầy ý chí, đầy năng lực, đầy kinh nghiệm và có những khát vọng lớn lao. Anh đã đưa ra yêu cầu với ban lãnh đạo các cấp FPT: chăm sóc cho đời sống cán bộ nhân viên FPT là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Chúng ta đã giải quyết được khoảng độ 500-600 người có nhà, thì bây giờ chúng ta phải nghĩ đến 5-6 ngàn người FPT có nhà. Nếu chúng ta giải quyết bước đầu ở FSOF thì tại sao không phải là tất cả các đơn vị còn lại của nhà FPT? Cho nên nhân dịp này thì anh muốn chúc các bạn một cái Tết ấm cúng vui vẻ, nhưng anh muốn chúc các bạn một năm cuộc sống gia đình các bạn ấm no, hạnh phúc, an cư, lạc nghiệp và thành công.